Phòng trọ chật hẹp của gia đình chị Phương sau 2 ngày vụ bạo hành bị phát hiện. Bé Hòa đã nghỉ học ở nhà cùng mẹ, được xem bộ phim hoạt hình yêu thích, nhưng dường như vẫn còn chút lo sợ. Cha mẹ vẫn chưa bớt lo lắng. Kinh tế gia đình khó khăn khiến anh chị phải đưa con đến nhà giữ trẻ Phương Anh mà không biết những điều sẽ phải đối mặt. Học là phương tiện mình không có tại công lập thì nó hơi xa khúc ngoài kia. Phương tiện xe không có, nhiều khi anh đi làm bất thường, đưa rước nó thì không được. Còn công lập thì theo thường sơ á, là phải đúng 3 tuổi. Thì lúc bé gửi bé này thì nó mới có chưa được 2 tuổi. Kinh tế khó khăn cũng là lý do chính mà gần một chục gia đình ở khu trọ nghèo này không thể gửi con vào một ngôi trường công lập. Với thu nhập cả gia đình chỉ từ 4 đến 5 triệu, trang trải cho tiền thuê nhà, học phí, sinh hoạt dường như là quá nặng nề. Và khi đó, một điểm giữ trẻ gần nhà, giá cả vừa phải đã là giải pháp đáp ứng được nhu cầu. Bây giờ nhà thì có đứa cháu cũng gửi đó, thì bây giờ cũng đang đi tìm hết trường nhưng mà lại thấy là cũng còn đang tính toán và do dự xem là cái hiện trường nó có còn không. Điểm giữ trẻ Phương Anh hoạt động không phép trong gần một năm với 2 lần bị chính quyền phường Hiệp Bình Phước kiểm tra và lập biên bản phạt hành chính. Nhưng hoạt động vẫn duy trì và cho đến tận sáng ngày 16 tháng 12 năm 2013, nơi đây vẫn đón trẻ một cách lén lút. Lãnh đạo quận Thủ Đức đã đưa ra quan điểm và hướng xử lý trong vấn đề này đối với các đơn vị liên quan. Xử lý thì hiện nay thì công an quận đã khởi tố bắt giam các cái đối tượng vi phạm có hành vi là xâm hại đến sức khỏe của trẻ. Cụ thể là bà Phương và chỗ cô Lý. Bà Phương là chủ cơ sở. Với cái tính chất như vậy thì cơ sở kiên quyết đóng cửa. Trong khi chính quyền cơ sở vẫn còn loay hoay thì người dân cũng đang hoang mang, không biết mình sẽ gửi con vào đâu trong những ngày tới. Với điều kiện kinh tế gia đình như hiện tại, lòng tin bị mất và sự giám sát còn lỏng lẻo của phường, có lẽ cuối cùng người bị thiệt hại chỉ có thể là lao động nghèo và con em của họ mà thôi.